À, hai xin chào cả anh em, mấy anh em chúc mấy anh em kiếm tiền đầy bộ nha mấy anh em. Bữa nay chú con ổng ổng làm con hả chú ba? Con nhậu chơi, làm con nhậu chơi, nuôi hai ổng từ nhỏ tới lớn nè. Đây ông chú ba đó, đây là mùng con chú ba đang làm con ổng nè. Đặt đầu lên rồi nhìn quay gì vô tưởng dịch không à. Ổ ngỗng làm ra nó cũng bằng dịch chứ đâu có bự gì mấy chứ không? Bự hơn hả? Ông chú bà đó ông đi vô nhà ông soạn đồ đó, ông xào lăn. Lăn hay xào sa tế vậy đó. Bây giờ chưa mua gia vị nữa mấy anh em ơi, ngồi mấy ông kia mua gia vị vô mới biết làm gì. Đấy. Gà thịt con ngỗng nha mấy anh em. Ồ, cái cánh bự à. Sao nó vậy? Cánh bự lắm nha anh em. Đây, cảnh nè. Đây. À, hai cái đùi, hai cái cảnh. Ồ. Bởi vì thịt nhiều hơn dịch là phải rồi. Thịt đỏ ao luôn mấy anh em ơi. Nghe con coi nó mừng con này ăn gái rồi cũng hết bữa ra từng lễ sao mừng con nó đó. Nó biết học luôn mấy năm tay nó quậy quá hả chứ mà nó quậy mà nó không đẻ rồi nó không đẻ con công rồi. Đến hết rồi. Chị lắm thôi chứ ba. Đó giờ chưa ăn lần nào. Có ai bán rồi có, còn có không ăn nữa. Thầy nhỏ đâu có biết đâu ăn. Thầy nhỏ nghe dịch chứ gì chứ. Con dịch sao nó vậy. Dạ. Đẹp lắm, có mày. Nó cái gì kì vậy. Ngộ quá. Nó mày dạ. Nó có mày đó, có lấy cái răng con chim vậy đó. À. Thịt nó đỏ ha, đỏ. Heo mày vào không? Thịt nó giống như thịt bò vậy. Đỏ. Ủa mẹ móng mỏng như mày dễ lột da gì. Không không cho mau lột da. Chú ba không ra thịt nha. Ngọng băng luôn. Mày nói đâu không? Lấy đâu hả? Đâu hả? Ừ. Mẹ mất bên dạ hết rồi. Chưa mẹ bán không đi. Dọn bông. Xả bông. Anh có không? Cái ngổ bà nó bán được cũng bao bốn chục tía rồi. Bọn nhóc. Vợ rảnh rồi, bà ấy á. À, đây mấy anh em ơi, đây là gia vị để mình không? Cái này kêu bằng xào gì chú ba?
tỏi ông bà. Xà sa tế. Cái tỏi ra luôn cái gì? Đây có xả nè. Xả với hủ sa tế nha mấy anh em. Có ghiền đúng không chú ba? Có ghiền nữa. Chú ba ông nấu đồ ăn ngon lắm nha mấy anh em. Tỏi nữa nè. Đầy đủ gia vị hết. Nè. Có lò bếp nhí nữa nè. Các bạn ơi, bạn mình nó bầm xả với tỏi để khử ngỗng nha mấy anh em. Miền Bắc thì kêu con ngang. Miền Nam thì kêu con ngỗng. Đây thịt ngỗng đây. Mới ra thịt ngỗng xong nha mấy anh em. Giờ mình làm gia vị để mình ớp với khử đó nha mấy anh em. Xào sa tế. Tới công đoạn ớp ngỗng em anh em. Muối, bột ngọt. Có đường không? Có. Chỉ là coi đúng không? Để xả vô đúng không? Xả vô. Tế để vô xào ấy chú mà. Chưa. Mình xào chó xăng rồi mới để vô thôi. Dạ. Đi cơ gà, bị sáng thì ở đây đảo đảo làm gì đó gà. Củ ghiền nghe mấy anh em, bà củ gì đâm luôn rồi, củ ghiền đâm nhuyễn. Bà ngon mấy anh em ơi. Dạ. Củ ghiền quá hổm mình làm con cày ăn ngon thấy ghê trời. Rồi trộn đều lên nha mấy anh em rồi. Cái này không cắt ra hay không bà? Tế thì ốp sau nha mấy anh em. Chút chút mà rồi lát chút đi vô gấp cái một hết. Sao tế mình để sau. Chúng. Rồi giai đoạn khử mấy anh em ơi. Khử mình mới để sa tế nha mấy anh em. Ủa sa tế mới để đây nè. Không phải gốc ở đâu bộ. Gốc xả luôn không? Rồi. Bỏ vô hết rồi. Trời ơi, sao bầm ra, sao bầm ra. Sao bầm đó, sao bầm đó. Thử sao bầm á. Ủa. Hai cái luôn đây để vô. Làm mình thử nha. Ông kêu tôi thử sao bầm đó với là tỏi đó. Ăn hoài mà quên cái gì. Trời ơi, thơm quá thơm. Cái kêu đập để riêng đi. Thì tôi để riêng ra ngoài rồi, ba kêu bỏ vô đi.
sa tế mình khử chung với xả tỏi nha mấy anh em, chứ không có ớt vô trong ngỏng nha mấy anh em. Thơm quá, nó nồng mà nó thơm. Rồi đổ ngỏng vô nghe mấy anh em. Trời ơi, sa tế cái mùi sa tế nó nồng mà nó thơm. Sa tế này, sa tế phải ở đây không? Sa tế bên Nhật. Mua ở thành phố. Mua ở thành phố hả? Xào lên chấm xăng nghe mấy anh em. Xăng thịt rồi lên nha. Cái này xăng xong rồi mình đổ nước dừa vô hả? Rồi nước dừa. Cho nó thiệt là xăng này, cái đầu mình đổ nước dừa vô nghe mấy anh em. Sa tế rồi mình không có ớp đi chung nha mấy anh em, để khử chung với xả tỏi. Này xăng xong rồi đấy, vừa để vô. Rồi mới đổ nước dừa vô nè mấy anh em ơi. Trời ơi nhìn bắt cái nồi không, thơm quá thơm rồi. Đổ nước dừa vô mình hầm nó chút xíu cho nó mềm nha. Quá thơm luôn. Chén nó chấm không làm cái gì với gì được Út? Chấm với xả với muối, đường bột ngọt. À. Thấy lạ lạ nè, nó thấy nước nó lạ lạ nè. Nó ngon hơn cầu kỳ phải không? Đây học được mấy món lạ lạ không? Chén nước chấm. Còn dữ nữa. Thơm quá thơm. Thơm phức luôn mấy anh em ơi. Học được cách xào sa tế, mình không ớp sa tế vô trong trong thịt ngỗng nha mấy anh em. Ướp xào với xả. Xào cho nó săn, xào xả với khử xả chung với sa tế. Thơm lắm mấy anh em ơi. Như ớt mình ớt với chung nó không thơm phải không? Không ngủ. Mình khử chung với tỏi rồi nó thơm. Nhìn gì vậy? Hả? Nhìn gì vậy? Rồi chín rồi múc ra nè mấy anh em ơi. Mừng quá. Trời ơi. Nói chứ. Rồi chứ mày đi giọng máy đi, tao gài cửa luôn. Dạ dạ. Rồi. Đây cái nồi sau khi múc ra một mớ rồi còn một đống luôn mấy anh em ơi, con ngỗng bự lắm. Đẹp quá đẹp à. Ngon quá. Đó múc ra một tô luôn. Con sữa. Nhỏ hoài nó quyết nè mềm nè. Không thấy ăn cọc kì rồi quay đi không mềm chút. Để gấp đi Mông. Ăn. Biết đi. 2852 nè. 2852 hả? Ừ. No nữa. quay đi. An Giang 2882 hả? Ừ. Ngủ nghe ngày số hay gì đó.
Hình 8 ngày con gà. Quay kia thằng ta nói rụng không cứ ngắt nhai không đứt. Gấp ăn hả? Gấp ăn quá. Qua mình nước cài cho mẹ mấy cái ớt. Mấy cái ớt rồi cho tới để vô. Vừa. Chứ để thêm cái hũ đó nữa chắc rồi. Trời ơi bỏ luôn á người ta. Rồi đâu mấy à. Cái hũ xà tái để vô nó nồng một cái giả mang. Chú bà cũng dọn chúng đặc biệt cũng mua cho ông hết luôn. Thử một cục coi. 28 nữa là nhiêu rồi chú? 498, 28, 28. 28 nữa là 28 đó hả? Về 48 thì 200. Ông nội ơi, trả đỡ trăm đi còn 8 cục phải không? Trời. Rút luôn. Chấm rút vô luôn. Ông trả dính dính rồi lát trả mấy bà kia nữa. Bà đội kia lát vô nữa, đụ quạ quên bà cố nữa nữa. Rồi mà mấy anh em cùng ngỏng nha mấy anh em. Bà kia không nhiều à, bà kia già ai cũng bột đồ đó. Nói là trắng kêu bãi vô thành thị ra tôi gặp bả thì thật ngỏng. Mình mới ăn lần đầu tiên luôn mấy anh em ơi. Vô rẻ tôi mua thiếu rẻ. Cái này chắc ai quá. Ông trả một quái rồi báo tôi mất thiếu luôn trời lại ổng đó. Già hai bữa đó 10 mấy ấy gì đó. 10 mấy mấy vậy. 2333. Thiếu cũng nghỉ ra. Không có đồ quê gì hết. Cả anh em nha. Rồi đủ mẹ cắn không đứt mình thì quay vô. Cắn đứt cắn nhăn rồi cái răng bệnh ra rồi mình quay. Trời các bạn, trời mua các bạn. Cắn không đứt nhìn nó mới ngon chứ. Quay vô. Rồi đủ mấy lớp rồi số biết đây cũng quay vô. Thơm quá. Vừa ăn vừa nhậu vừa mua số. Quay đi. Cho đá đi. Thôi mà trúng số rồi sao? Trời ơi, mềm không? Cái này nó mềm nè. Rồi múc ra mấy anh em ơi. Múc ra mấy chú cháu rồi nãy chơi mấy anh em ơi. Nãy hết tô rồi, giờ múc thêm tô nữa. Nãy chưa mềm nhậu gấp. Nãy chưa mềm nhậu gấp quá. Giờ biết mềm chưa nè. Chắc mềm quá. Trời. Khỏi là ngút luôn. Rồi, út vô nè, út vô coi mềm không út. Xèo. Xèo luôn. Chào làm út mày không mềm cũng mềm. Không mềm cũng mềm luôn hả? Không mà dắt mày ăn mềm mềm. Dắt mày ăn chắc mềm. Qua trời độ tôi chứ thôi tôi mua 12 nhiều lắm rồi. Trời độ thôi. Trời đứng mấy? Đừng sợ, không có cánh đâu. Đừng. Vậy đó nó lớn nó dò dữ. Ừ. Nó ngoan á. Thật chắn mẹ vậy. Thịt. Sao vàng tôi cũng dò đó vậy, dò hùm đó dò còn vô bao ở luôn. Rồi cái cái mà có, không có nướng nữa hả? Cho nó nướng được. Hai chỗ kia cho nướng vừa. Nó ở nhà không? Không dám qua đây. Chứ có cái vàng là qua đây. Cho nó nướng ăn vừa hả chú ạ? Vừa luôn. Mà ngắm. Ngắm gì mà đứa nướng. Thầy ơi, trời nướng ăn sao nổi. Thôi ơi, ăn nướng, cái cá gì khổ ăn. Tôi làm được chứ. Đợt đó nướng cũng có nướng con mà cái đợt đó nướng cũng tơ. Tơ nướng. Ngỗng đó mới búp. Người anh nào mới đại gia người ta dặn ngẫm ở ở miền Nhật đó. Nó bay đồng qua nó hỏi. Muốn quay mềm chưa? Ăn người anh có muốn gan bài sao đâu. Khỏe quá. Chú ăn có ăn lần mà. Thằng hôm thả cá nó giấc 4 giờ. Ăn mà. Ông bố giờ cũng nghe nói chuyện ông thèo cân rồi. Ra bây giờ thả cá.